Già thì bảo tôi rất là cảm ơn thầy, thầy chữa cho tôi vui lắm, tôi đỡ đau, tôi ngủ được, tôi cảm ơn thầy. Thì mình lại phải gọi bằng cụ. Thì người ta trọng mình thì mình lại phải trọng lại. Thì hai bên trọng nhau thì cái giá trị văn hóa nó sẽ được tôn cao. Giữa một cái cuộc sống bộn bề cũng rất là nhiều bon chen như thế này, cái điều gì đã khiến anh có thể vững tâm chữa bệnh cũng như là xây dựng cho các cái cháu nhỏ mồ côi một cái tương lai tốt hơn? Ngày nhỏ ấy, mình đã rất là thích ông nội mình, rồi bố mình có cái tráp gỗ bỏ thuốc vào đấy không, cáp đi ấy. Thì xong là về người ta cứ cho quả bong, quả bưởi hay quả roi hay là kẹo ấy. Thì về lại mang mình cho bọn mình rất thích. Phải nói là ngày bé là mình rất là thích nghề thuốc. Cho đến khi mình lớn lên và mình tham gia làm ăn kinh tế thì thương trường là chiến trường, mình phải có mưu đồ. Thì sau mình cũng đi chùa nghe những cái bài giảng các thầy nói về cái đạo và đời đấy, rất là hay, cái đạo Phật rất là hay. Thế mà mình giác ngộ và mình nghĩ mình phải quay về cái giá trị thật, thì mình nghĩ đấy mới là giá trị lớn nhất. Nếu mà nói là bác sĩ Trương Hộ Nam có một cái duyên, những cái việc làm nhân đạo, những cái việc làm từ thiện trong xã hội thì bác sĩ có đồng ý không? Mình cũng hoàn toàn đồng ý là mình cũng có duyên thì mới được các bạn quý mến. Nhiều người cũng biết đến mình, cũng gọi điện hoặc viết thư tay động viên. Nhiều người bảo là tôi về hưu rồi tôi sẽ đến chỗ anh, tôi cống hiến cho anh. Nói chung là mình cũng cảm thấy mình có duyên. Và mình nghĩ tất cả các cái duyên đấy đều xuất phát từ những cái sự thật. Những cái việc tử tế nó sẽ tạo ra rất là nhiều phước duyên. Rất tin vào những sự tử tế nó sẽ làm ra rất nhiều tiền bạc. Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Trương Ngộ Nam và chúc cho anh cũng có nhiều sức khỏe để giúp cho cộng đồng xã hội những việc thiện và việc tốt hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, với cái tâm của người thầy thuốc, tình thương của một người cha với trẻ em nghèo, chắc rằng lương y Phật tử Trương Mậu Nam sẽ làm nhiều việc ý nghĩa cho cộng đồng hơn nữa. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Đời Như Cổ Tích đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc. Learn English through stories. Goodbye, Mr. Chips, part 29. Thưa các bạn, chiến tranh quả là quãng thời gian kinh khủng với tất cả mọi người. Nhưng riêng với những học trò nhỏ tuổi ở trường Brookfield thì thậm chí nó đã trở thành một nỗi khiếp sợ. Các em không thể tập trung học tập trong tiếng rền vang của bom đạn. Thầy Chip hiểu được điều đó và đã cố gắng khiến bọn trẻ tập trung hơn. Như mọi khi, thầy kể những câu chuyện đùa khiến không khí trở nên bớt căng thẳng. Nhờ vậy, dù trong mưa bom bão đạn, lớp tiếng Latin của thầy vẫn diễn ra suôn sẻ với sự chú ý của tất cả các học sinh. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây. Ground. Sân. Not turn a hair. Không sợ, không bị sốc. Illustrate. Minh họa. Legend. Huyền thoại. Peer. Nhìn, ngó. Spectacles. Kính đeo mắt. Quaint. Độc đáo, kỳ quặc. Shortage. Sự thiếu thốn. Gaze. Cái nhìn chằm chằm. Eagerly. Một cách nhiệt tình, khao khát. Damp. Ẩm ướt. Chill. Cảm lạnh. Spell. Đợt gió. Một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này. Phân biệt giữa as và like. As và like đều được sử dụng để so sánh hai người hoặc hai sự vật. Tuy nhiên, chúng cũng có sự khác biệt. As được dùng khi nói về nghề nghiệp của một người nào đó hoặc chức năng của vật gì đó. Like được dùng khi nói về thứ gì đó giống nhau. Ví dụ, he works as a fashion model. He dresses like a fashion model.
Mời các bạn nghe phần 29 của câu chuyện. Goodbye, Mr. Chips, part 29. Sau đó, họ biết được rằng đã có 5 quả bom rơi xuống quanh khu vực trường Brookfield. Quả gần nhất chỉ ở phía ngoài sân trường một chút. Đã có 9 người chết. Afterwards, they learned that 5 bombs had fallen in and around Brookfield. The nearest of them just outside the school grounds. 9 people had been killed. Câu chuyện được kể đi kể lại. Một ông già đáng mến không bao giờ biết sợ. Thậm chí ông ta còn tìm được một câu trích dẫn nào đó bằng tiếng Latin để minh họa cho những gì đang diễn ra. The story was told over and over again. The dear old boy never turned a hair. He even found some old Latin quotation to illustrate what was going on. Một cái gì đó ở Caesar về cách người Đức chiến đấu như thế nào. Chẳng ai lại nghĩ rằng sẽ có những chuyện như thế ở Caesar, phải không? Something in Caesar about the way the Germans fought. You wouldn't think that there were things like that in Caesar, would you? Và cái cách mà thầy Chip cười. Bạn biết thầy cười như thế nào mà. Nước mắt cứ chảy hoài trên mặt. Mình chưa bao giờ thấy thầy cười nhiều đến vậy. And the way Chip laughed. You know how he does laugh, the tears running all down his face? Never seen him laugh so much. Thầy là một anh hùng, một huyền thoại. Với chiếc áo choàng cũ rách tơi tả của mình, với cách đi lại khá kỳ cục, với đôi mắt liếc qua cặp kính gọng sắt. He was a hero and a legend. With his old torn gown, his rather awkward way of walking, his eyes peering over the steel-rimmed spectacles, và với những câu chuyện đùa độc đáo của mình, thì Brookfield sẽ chẳng bao giờ thấy thầy thay đổi một chút nào. And his quaint jokes. Brookfield would not have him change even a little bit. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, tin tới vào buổi sáng, toàn trường được thông báo về một kỳ nghỉ. November 11th, 1918. News came through in the morning. A whole holiday was announced for the school. Nhân viên nhà bếp được yêu cầu phải chuẩn bị một bữa ăn ngon nhất có thể, bất chấp những thiếu thốn trong thời chiến. The kitchen staff were asked to provide as good a meal as possible, despite wartime shortages. Có rất nhiều tiếng reo hô và hát hò, và bọn trẻ ném bánh mì vào nhau từ bên này sang bên kia phòng ăn. There was much cheering and singing, and the boys threw bread at each other across the dining hall. Khi thấy Chip xuất hiện trong không gian ồn ào đó, mọi người lập tức im lặng và rồi lại nhiệt liệt hoan hô. When Chip entered in the midst of all the noise, there was an immediate quiet and then fresh cheering. Ánh mắt háo hức của mọi người hướng về phía thầy, cứ như thể thầy là dấu hiệu của sự chiến thắng. Thầy bước lên bục như là thầy đang muốn phát biểu. Everyone's gaze fell on him eagerly, as if he were the sign of victory. He walked to the stage as if he wished to speak. Mọi người kêu gọi những người khác im lặng giùm thầy, nhưng thầy lắc đầu, cười và lại bước đi. They called for silence for him, but he shook his head, smiled, and walked away again. Đó là một ngày ẩm trời, sương mù, và quãng đường đi bộ băng qua quảng trường tới phòng ăn lớn đã khiến thầy bị cảm lạnh. It had been a damp, foggy day, and the walk across the square to the dining hall had given him a chill. Ngày hôm sau, thầy nằm biệt giường, cảm lạnh và ho, và cứ như vậy cho tới tận sau Giáng sinh. The next day he was in bed with a cold and a cough and stayed there until after Christmas. Nhưng vào ngày 11 tháng 11 hôm đó, sau khi tới phòng ăn lớn, thầy đã gửi đơn từ chức tới ban lãnh đạo nhà trường. But already, on that night of November 11th, after his visit to the dining hall, he had sent his resignation to the Board of Governors. Khi trường mở cửa trở lại sau những kỳ nghỉ, thầy trở lại nhà bà Wicket. Như thầy yêu cầu, sẽ không có những lời chia tay hay bài phát biểu nào nữa. When school reopened after the holidays, he was back at Mrs. Wicket's. At his own request, there were no more goodbyes or presentations. Chỉ có cái bắt tay với ngày hiệu trưởng mới và từ quyền hiệu trưởng được gạch khỏi văn bản chính thức. Thời gian của thầy đã hết. There was just a handshake with the new head and the word acting crossed out on the official stationery. The time being was over. Và giờ đây,
15 năm sau đó, thầy Chip có thể nhìn lại tất cả mọi chuyện và cảm thấy hạnh phúc yên bình. And now, 15 years later, Chips could look back on it all and feel happy and at peace. Tất nhiên là thầy không ốm, chỉ là một vài lúc hơi mệt và thầy sẽ thở khó nhọc hơn vào những tháng mùa đông. He was not ill, of course. Only a little tired at times, and his breathing was bad in the winter months. Thầy không đi ra nước ngoài, thầy có thử đi một lần nhưng lại tình cờ ghé thăm Rivera vào đúng một trong những đợt rét, điều mà không được nhắc tới trong những tờ quảng cáo. He would not go abroad. He had tried it once but happened to visit the Riviera during one of its cold spells, which are not mentioned in advertisements. Sau lần đó, thầy thường nói rằng ta thà bị cảm lạnh ở trên đất nước của ta. I prefer to get my chills in my own country, he used to say after that. Thầy phải cẩn thận khi có gió đông, nhưng mùa thu và mùa đông không thực sự quá tệ. He had to be careful when there were east winds, but autumn and winter were really not so bad. Có những đống lửa ấm áp, những cuốn sách và bạn có thể chờ đợi mùa hè tới. There were warm fires and books, and you could look forward to summer. Bây giờ mời các bạn nghe lại toàn bộ phần chuyện ngày hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. How did Chips laugh? Các bạn hãy so sánh với đáp án của chúng tôi cho ngay sau đó nhé. Afterwards, they learned that 5 bombs had fallen in and around Brookfield, the nearest of them just outside the school grounds. 9 people had been killed. The story was told over and over again. The dear old boy never turned a hair. He even found some old Latin quotation to illustrate what was going on. Something in Caesar about the way the Germans fought. You wouldn't think that there were things like that in Caesar, would you? And the way Chips laughed. You know how he does laugh. The tears running all down his face. Never seen him laugh so much. He was a hero and a legend. With his old torn gown, his rather awkward way of walking, his eyes peering over the steel-rimmed spectacles, and his quaint jokes, Brookfield would not have him change even a little bit. November 11th, 1918. News came through in the morning. A whole holiday was announced for the school. The kitchen staff were asked to provide as good a meal as possible, despite wartime shortages. There was much cheering and singing, and the boys threw bread at each other across the dining hall. When Chips entered, in the midst of all the noise, there was immediate quiet, then fresh cheering. Everyone's gaze fell on him eagerly, as if he were the sign of victory. He walked to the stage as if he wished to speak. They called for silence for him. But he shook his head, smiled, and walked away again. It had been a damp, foggy day, and the walk across the square to the dining hall had given him a chill. The next day he was in bed with a cold and a cough, and stayed there till after Christmas. But already, on that night of November 11th, after his visit to the dining hall, he had sent his resignation to the Board of Governors. When school reopened after the holidays, he was back at Mrs. Wickett's. At his own request, there were no more goodbyes or presentations. There was just a handshake with the new head, and the word acting crossed out on the official stationery. The time being was over. And now, 15 years later, Chips could look back on it all and feel happy and at peace. He was not ill, of course, only a little tired at times, and his breathing was bad in the winter months. He would not go abroad. He had tried it once, but happened to visit the Riviera during one of its cold spells, which are not mentioned in advertisements.
I prefer to get my chills in my own country, he used to say after that. He had to be careful when there were east winds, but autumn and winter were not really so bad. There were warm fires and books, and you could look forward to summer. Đáp án của các bạn là gì? The way Chips laughed was unforgettable, his tears running all down his face. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Script: Nguyễn Quốc Hùng, Lê Lan Hương. Speakers: Lê Lan Hương, Cynthia Mann. VOV2.vn, trang web văn hóa khoa giáo giải trí, âm thanh sắc nét, hình ảnh sống động, văn bản hoàn chỉnh. Những câu chuyện văn hóa, những tác phẩm văn nghệ đặc sắc. Kho kiến thức giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống. Những kỹ năng ứng xử trong mọi tình huống. VOV2.vn, bên bạn, mọi lúc, mọi nơi. Chương trình hướng dẫn học tiếng Nhật. Radio Nihongo Kouza. Chào các bạn. Mời các bạn đến với chương trình học tiếng Nhật qua Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết, chúng ta sẽ học bài 93 chương trình cùng nhau học tiếng Nhật phần 2. Với mẫu câu cơ bản là chúc anh chị